Có một con dế vào nhà của bạn. Mưa mưa nó vào nhà. Để mình bắt nó nhé các bạn. Nó chạy. Lên tay ta nào. Lên đây. Đấy, nó bò lên tay mình rồi đấy. Để mình cho nó vào cái gì mình nuôi nhé. Đây, mình cho nó vào cái hộp sữa để mình nuôi nó trong đây nhé các bạn. Xuống đi. Một con. Nhà mình dế đã hay vào trong nhà lắm các bạn. Trời mưa rồi. Trời mưa dế nó ra nhiều nên thỉnh thoảng nó bò vào trong nhà. Cách đây lâu lâu rồi mình bắt được một con to. Con này còn bé. Thịt mình cứ cho nó ăn rau nha các bạn. Rau muống các thứ. Rau cải. Dưa. Để mình đi xem trong nhà còn có con nào mình bắt vào đây nuôi cho nó có bạn nhé các bạn. Đây có một con nha các bạn. Mình thấy một con này, con bé đó. Con này mới đẻ. Nhưng mà con này bé quá khó bắt. Bé xíu. Đâu rồi? Đây đây. Để mình đặt máy xuống mình bắt nó nhá. Mình thử bắt xem có được không. Mình không bắt được con bé bé đấy các bạn. Con bé bé nó nhảy nhanh lắm. Nó chui vào cái khe này. Không bắt được. Đấy. Lắm con dế con lắm. Dế con nhiều. Chỗ này ba con này, bốn con đấy đấy, nó bò đấy, đây này, dưới con nhiều lắm. Đây mình thấy một con nữa nhé các bạn, cẩn thận nó nhảy mất. Đâu rồi? Đây, nó đây rồi. Khó bắt quá.
Ui, xong hết. Đây, được rồi các bạn nhé. Đấy, hai con này bé hơn cái con vừa nãy mình bắt rồi nha. Hai con mưa là ra nhiều các bạn. Đấy, con này bé hơn. Để mình lấy cái rau muống cho nó ăn nha các bạn. Đây, cho hai con một lá rau muống. Hai em dế. Mình giờ mình bắt được con nào mình thả vào đây mình nuôi các bạn nhé. Hai con của bạn chơi chung với nhau nhé. Cái này mình tí nữa mình phải đậy nắp và không nó lại nhảy nó bay ra mất nha các bạn. Mấy con này hình như chưa chưa có cánh. Có con cánh dài này bay kinh lắm, con này là chỉ nhảy thế thôi, cánh cánh chưa có mấy. Thôi mình kết thúc video tại đây các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.